Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích trong cuộc sống. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nha. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc chính thức lên tiếng, người trong clip đen không phải tôi, tôi không bao giờ cho phép xảy ra việc này. Hiện tại status của Ninh Dương Lan Ngọc đang được khán giả vô cùng quan tâm. Ngày 2 tháng 3, cư dân mạng truyền tay nhau những hình ảnh được chụp lại từ một trang web, trong đó có là ảnh được cho là các từ clip nhạy cảm của một nữ diễn viên Việt Nam nổi tiếng. Theo trang web này, nhân vật chính trong clip được cho là nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, nữ diễn viên đã chính thức lên tiếng trên Facebook cá nhân. Đầu tiên, cô gửi lời xin lỗi đến nhãn hàng, người thân, bạn bè và khán giả. Đồng thời, cô xin khẳng định, người con gái trong đoạn clip đen đang tràn lan trên mạng xã hội không phải là tôi sự việc này thực sự là cú sốc lớn trong sự nghiệp hoạt động của tôi và ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của tôi nguyên văn bài đăng của lan ngọc như sau đầu tiên tôi ninh dương lan ngọc gửi lời xin lỗi đến các đơn vị nhãn hàng đối tác người thân gia đình bạn bè và đặc biệt là quý khán giả vì khiến mọi người phải đọc những thông tin không hay đang tràn lan trên mạng vừa qua nay tôi xin khẳng định người con gái trong đoạn clip đen đang tràn lan trên mạng không phải là tôi sự việc này thật sự là cú sốc lớn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của tôi và ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của tôi bản thân là một người nghệ sĩ hoạt động chân chính và đang là đại diện cho nhiều nhãn hàng uy tín bản thân tôi luôn phải giữ gìn hình ảnh của mình thật kỹ không bao giờ cho phép xảy ra những sự việc này trân trọng nên Dương lại ngọc